bị tan bãi. Sau đây là danh sách các thu nhập từ các anh đi làm kinh tế ở Bãi Vàng. Chúng tôi xin thông báo danh sách tấm lòng vàng của các quý vị. Một ông bà đoàn công nhân giá bát 100.000 đồng. Hai tổ bố con anh Dương Hồ Minh Sơn 1 triệu. Ba tổ bác Thanh Tứ Hóa 100.000 đồng. Tổ bác Tuấn Tứ Hóa 150.000 đồng. Tổ bác Sơn Xuân Tứ Hóa 30.000 đồng. Tổ anh Tính Tứ Hóa 150.000 đồng. Tổ ông Giáp Châu Giáp Bắc 200.000 đồng. Tổ ông Tàu ông Hoa Giáp Đông 300.000 đồng. Tổ ông Hòa Giáp Tây 100.000 đồng. Tổ ông Dũng Giáp Bắc 200.000 đồng. Tổ ông Trinh Giáp Bắc 100.000 đồng. Bác Ký Giao Hồng 100.000 đồng. Bác Biển Hòa Lạc Thành 200.000 đồng. Bác Chiến Hòa Lạc Ngoài 500.000 đồng. Anh Chị Quế Đà Nẵng 200.000 đồng. Anh Thành Anh Công Hồng Thuận 100.000 đồng. Anh Xuyên Sơ Lạc 200.000 đồng. Ông Bác Bắc Ông Quỳnh Giáp Bắc 150.000 đồng. Tổ Anh Tài Anh Sơn Hồ Vinh Sơn 400.000 đồng. Ông Đà Họ Phúc Lượng 600.000 đồng. Bác Quang Họ Lạc Nam 200.000 đồng. Bác Phong Họ Thank you.
tình say mê có nhiều. Có khi nào mẹ quên con đâu, dù tràn lan tôi nói mẹ vẫn nhớ con. Thank you.
quãng này sắp nhanh nhanh như kia này chơi cũng
hoa đi. Năm em đâu này, đây với chị. Năm em đây. Đây, Huyền, Diên Huyền. Năm em thôi. Thank you.
là ông Võ Chiến xuống sân đề xuống phía nam. Xin kéo bà Trần Vũ Kinh Sốt, ông bà Trần Lê Giang. Kính thưa cha xứ, các quý cha, kính thưa cộng đoàn, giáo hội chúng con tên là Thánh Vinh Sơn là con đời. Ngày kính theo lệnh của giáo hội là ngày 5 tháng 4 hàng năm. Nhưng của cha xứ cho phép chúng con mời các quý cha về cùng hiệp dân thánh lễ đồng tế. Tại giáo hội chúng con, chúng ta nhận lệnh xin mời cha xứ chúng ta dâng lễ mời hội kề người nhà. Thank you.
bài đọc một bài sách tông đồ công vụ. Đến ngày ra bát sau, hầu hết các thầy đều đến nghe lời Thiên Chúa. Các người Do Thái thấy đám đông dân chúng thì đâng nghe thưa, nói lập ngôn chống lại các điều Phao Lô giảng dạy. Phao Lô và Ba-na-va ca sẵn nói rằng phải giảng lời Thiên Chúa cho các dân ngươi trước tiên, nhưng vì các ngươi từ chối lời Thiên Chúa và tự cho mình không xứng đáng sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía các dân ngoại và lại Chúa truyền lệnh cho chúng tôi rằng ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân để ngươi nên cứu độ cho đến tận cùng trái đất. Nghe vậy các dân ngoại hân hoan ca tụng lời Chúa. Những ai được Chúa tiên định hướng sự sống đời đời, người Do Thái giữ được các phụ nữ khá giả đã hoàn hảo các thân hào trong thành bắt bớ Phao-lô và Ba-na-va, rồi bước ra ngoài thành giới. Sau khi phủi bụi chân lại cho họ, hai ngày đi đến Iô-ô, còn các môn đệ thì đầy hân hoan và thánh thần. Đó là lời Chúa. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng:
mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Ngài. Vậy các con hãy đi giảng dạy quân dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Mừng lễ quan thầy thì có mấy người khách đến. Họ hỏi cha đi đâu, trả lời họ rằng đến giáo họ Vinh Sơn giáo xứ Sơn Dương mừng lễ quan thầy. Và khi ra về họ nói hôm nay giáo họ Vinh Sơn giáo xứ Sơn Dương tổ chức cuộc ước rất hoành tráng. Như thế tin lễ quan thầy của giáo họ Vinh Sơn chúng ta đã đến tận Kim Thành và người ta đã biết được chúng ta mừng lễ quan thầy quan trọng như thế nào. Cuộc rước thánh Vinh Sơn qua nhiều gia đình, nhiều nơi như vậy, thánh Vinh Sơn đã chúc lành cho nhiều người, nhiều gia đình và qua đó đã cứu nhiều người và cho nhiều người biết đến thánh Vinh Sơn. Ở đây mọi thành phần trong giáo hội chúng ta chắc cũng biết nhiều về thánh Vinh Sơn, mà thánh Vinh Sơn đã làm rất nhiều phép lạ. Và nếu chúng ta đọc tiểu sử hay các phép lạ thánh Vinh Sơn làm, chúng ta thấy Ngài là con người kỳ diệu. Nhờ sự giàu có đó mà thánh Vinh Sơn được học hành đầy đủ, có trí thông minh sáng suốt. Nhờ lòng đạo đức đó mà thánh Vinh Sơn yêu mến lời Chúa. Vì thế mà khi nghe được các cha giảng ở nhà thờ, thánh Vinh Sơn đã đến trường học để nói cho các bạn bè của mình, giảng dạy cho bạn bè của mình làm những cử điệu, những cách thức để cho bạn bè biết được lời Chúa và thu hút được nhiều người thích nghe thánh Vinh Sơn giảng dạy. Và khi nhìn lên kho tượng thánh Vinh Sơn, ai chúng ta cũng biết thánh Vinh Sơn ngoài chiều sâu là bằng đạo đức xuất sắc thì Ngài cũng có một hình thức bên ngoài một con người rất đẹp. Vì thế mà thờ yêu khắc nào mà làm thánh Vinh Sơn mà xấu, mà cò, mà mập quá, mà gầy quá thì chưa phải là thờ giỏi. Thánh Vinh Sơn về hình thức bên ngoài là một con người rất đẹp. Và trong nhiều hình vẽ thánh Vinh Sơn có một thiên thần ở phía dưới chân Ngài cầm một giải có dòng chữ bằng tiếng Latin: ai kính sợ Thiên Chúa người sẽ ban vinh dự cho. Quả vậy thánh Vinh Sơn là người kính sợ Thiên Chúa, Ngài đã được hưởng sự vinh dự. Vinh dự là thánh, vinh dự làm nhiều phép lạ, nhưng vinh dự đó không dành cho Ngài mà Ngài luôn luôn dành hết cho Thiên Chúa. Ngài đã làm cho Thiên Chúa. Hay nhìn lên tòa bàn thờ, chúng ta thấy là những thứ quý giá, đẹp đẽ, đắt tiền. Nhờ đâu vậy? Thưa, nhờ thánh Vinh Sơn mà chúng ta được như thế này. Và trước thánh lễ, rất nhiều người đã được nhận bằng ân nhân bởi vì chúng ta có lòng sùng kính và yêu mến thánh Vinh Sơn mà chúng ta sẵn sàng trao gửi những phần nhỏ bé sự đóng góp của mình vào giáo họ thánh Vinh Sơn và cuộc sống trần gian này. Và cũng nhờ danh tiếng thánh Vinh Sơn mà có một người tôn giáo bạn đã đóng góp vào giáo họ nhân dịp lễ thánh quan thầy hôm nay 200.000. Như vậy thánh Vinh Sơn đã được
mọi người biết đến hay là nhắc lại. Ngài cũng ước mong rằng những gì mà chúng ta đóng góp cho giáo họ không chỉ là để trang trí về hình thức bên ngoài, mà Thánh Vinh Sơn còn ước mong chúng ta một điều là trong giáo họ chúng ta hãy dành một phần để làm một cái quỹ, chẳng hạn như là quỹ Thánh Vinh Sơn để chăm lo cho những em nhỏ, những học sinh có khó khăn, khích lệ các em trong việc học hành, học văn hóa, học giáo lý. Nhiều nơi nhận Thánh Vinh Sơn mà con thầy có người nói không để đâu cho hết tiền, và do đó có khi là dành những số tiền đó để làm việc nọ việc kia, trang trí chỗ này chỗ kia, và làm như thế thì ai cũng thấy phấn khởi và cảm thấy hài lòng. Nhưng nếu chỉ có điều đó thôi thì chắc chắn Thánh Vinh Sơn chưa hài lòng lắm. Ngài muốn rằng những ai là người của giáo họ Vinh Sơn này học hành hơn lên nữa, cao lên nữa để đóng góp cho giáo hội những tu sĩ nam nữ, những linh mục để như Ngài rao truyền lòng thống hối, sự chết, sự phán xét thiên đàng và hỏa ngục, và sau đó Thánh Vinh Sơn mới được giáo hội. Và khi nhìn Thánh Vinh Sơn, chúng ta thấy Ngài có hai cái cánh là như vậy. Ngài là sắc thải huyền mới, là người chuyên lo rao giảng lời Chúa mà bí mút tài thần biện đó từ năm dấu cánh Chúa Giêsu. Khi lên 40 tuổi, Ngài đã đi khắp nhiều nước châu Âu, Tây Ban Nha, Ý, Pháp để rao giảng về lòng thống hối. Trên tay cây thánh giá và một chiếc vật, Ngài đi nhiều nước châu Âu để rao giảng về lời Chúa, về lòng thống hối, sự phán xét, và đã thu hút được nhiều người mà người ta gọi là Thánh Vinh Sơn. Thánh Vinh Sơn là các thánh, là những người con yêu tú của hội thánh, là người sống theo tấm gương thật mà các ngài được vinh quang liên quốc với chân tình mến yêu và tôn kính toàn thể các thánh trên trời, đặc biệt Thánh Vinh Sơn của chúng ta. Chúng ta cùng tha thiết nguyện xin.
nhân của đời chúng con dân trong lễ kinh thánh vinh sơn và cho chúng con biết đây cả cuộc đời xin đã bầu nhiệm cập cha nước Kitô mà chúng con đang cử hành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
nhưng mà ngài đơn trở không đến được. Tôi nhờ cha chúng tôi về thì ngài lại nhận cho cha xin dùng thẳng. Mà hôm nay như vậy là khi ngài phát hiện cái thì tôi đã cảm thấy là đúng ngài cái đi sơ. Ngài thú vị để lời như vậy là con của ngài nói về ngài trong cái ngày trong thể của giáo họ kinh sơ chúng ta. Hôm nay là đi chia sẻ với Chúa và đúng là ngài chia sẻ hôm nay. Kinh sơ chúng ta và chúng ta hiện giờ sâu sáng thì thế mà này đặc biệt hơn xin phép để giới thiệu ông cùng thầy giáo sư giáo họ